Xin chào quý anh chị em, mình đã quay trở lại với kênh của Sương Tân Quốc Tuấn. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý anh chị em mình một xe hộ vô mắt 5 chân. Đây là thương hiệu nhập khẩu nguyên chiếc nha quý anh chị. Và xe này thì có tải trọng là 21 tấn. Đây, quay cho quý anh chị em mình xem ha. 5 chân thì bên em Sương đã về rất là nhiều rồi. Thì hôm nay là cái dòng mới nhất là đời 2024 mới vừa cập bến ra mắt nha quý anh chị. Đó, đây là cái phần cabin này. Nhìn cái mặt nạ ga lăng rất là hầm hố luôn ha. Và vẫn như cái xe đời 2023 cũ trước. Bây giờ thì chỉ có là cái mới, cái là nó sẽ là mâm nhôm hoàn toàn nha quý anh chị. Tiêu chuẩn lốp này là 12R22.5. Đây, mâm thì vẫn hợp kim nhôm hoàn toàn ha. Đó, cho quý anh chị em mình xem cái phần chassis. Đây là cái xe mà tải trọng của nó là 21 tấn. Mã lực của xe này là công suất là 400 mã lực nha quý anh chị. Và 4 kỳ 6 xi lanh thẳng hàng. Xe này thì có tăng áp và dung tích xi lanh là 10.518cc. Là nó cho công suất là 400kW trên 1.900 vòng trên phút nha quý anh chị. Mô ngoan xoắn của nó là đến 1.900N. Đây là cái bình dầu này. Bình dầu này thì bình dầu nhôm và chứa được 600 lít dầu. Là hộ vô mắt này là được ví như là một trong những cái nhãn hiệu mà hàng đầu về sản xuất hộp số nha quý anh chị. Cái hộp số của nó là HW25712. Có 12 số tiến và 2 số lùi. Đây là mâm nhôm này. Và tỷ số truyền cầu của nó là 3.7, nó là cầu nhanh. Giúp xe đạt được tốc độ tối ưu nhất và xe thoát máy tiết kiệm nhiên liệu nha quý anh chị ha. Đây là một cái thùng nhôm mà bên em Sơn đóng theo tiêu chuẩn của thùng Đà Lạt. Quý anh chị em mình có thể tham khảo qua. Quý anh chị em nào mà cần về thùng tiêu chuẩn thùng sắt hay là thùng bình thường thì cứ liên hệ với em Sơn. Bây giờ em sẽ quay cho quý anh chị em mình xem qua một cái xe chưa đóng thùng nha. Nó đang còn là chassis nha. Và đây là một cái xe chassis hoàn toàn chưa đóng nha, chưa đóng thùng nha quý anh chị. Đó thì bên em Sơn đang về màu đỏ này. Đây là thương hiệu hổ vô mắt ha. Đây mâm nhôm. Đó, cho quý anh chị em mình xem cái chassis này. Chassis này thì là bằng thép. Bằng thép chất lượng cao nha quý anh chị. Và được dập và sóng. Máy dập là 6.000 tấn. Nó rất là chắc và khỏe và chịu tải rất là tốt ha. Quay gần cho quý anh chị em mình xem cái hộp số giống cái này, coi trong cái xe cái có cái thùng mình không có rõ ha. Đó, hộp số của nó là HW25712. Đây là dàn nhíp nè quý anh chị. Đếm nhíp ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lá nhíp nha quý anh chị. Nhíp rất là dày chắc chắn luôn. Rồi bây giờ em Sơn sẽ đi lên trên phần nội thất cho cả nhà mình cùng xem qua cái phần nội thất nha. Đây là cái phần nội thất của bên trong cabin này quý anh chị. Màn hình rất là lớn luôn. Đây là cái phần vô lăng và được tích tất cả những cái nút mà điều khiển nằm ở trên này, rất là tiện lợi cho quý anh chị em mình ha. Đây cái mặt đồng hồ nhìn rất là hiện đại luôn. Nội thất cabin này thì thấy rất là đẳng cấp và tiện nghi hiện đại. Đối với một chiếc xe tải nặng như vậy là
quá đầy đủ luôn quý vị. Đây còn có cửa sổ trời nữa này, đây những cái tủ này, phần loa súp này, đây là hai giường nằm này quý vị, một giường này hai giường nằm, có rèm cửa đầy đủ, ghế thì ghế hơi nha. Ở đây hình như có trang bị một cái tủ lạnh là 20 mấy lít nữa quý vị. Em xin chưa nhìn thấy nó nằm chỗ nào. Có một cái tủ lạnh nhỏ nữa. Theo như trên cái thiết kế có để em Sơn tìm cái tủ lạnh ha. À, nằm dưới giường này quý anh chị, dưới giường này có một cái tủ lạnh 22 lít này. À, toàn ghế phụ và ghế chính đều là trang bị ghế hơi điều chỉnh 8 hướng nha, hiện đại và cho mình cái trải nghiệm là êm ái và có cái chế độ massage ghế thoải mái nữa. Đặc biệt ở dưới này nó có cái nút để bật cái làm mát nào quý anh chị. Vừa rồi em Sơn đã giới thiệu cho quý anh chị em về một chiếc xe hộ vồ mắc nhập khẩu đời 2024 với tiêu chuẩn thùng bạc, thùng nhôm, và nó có cái kích thước là 9m7 và tải trọng của nó là 21 tấn. Xe này thì bên em Sơn đang là bảo hành 5 năm, 100.000 hoặc là 100.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước, và nó có cái hệ thống bảo hành trên cả nước nha quý anh chị. Hỗ trợ vay ngân hàng là lên đến 80% đối với khách cá nhân và 85% đối với khách hàng doanh nghiệp, với thời gian là vay lên đến 84 tháng. Quý anh chị em nào mà có nhu cầu về những cái dòng xe hộ vồ mắc từ 2 chân đến 5 chân thì vui lòng liên hệ em Sương qua số hotline 0931 674 675. Showroom của em Sương là ô tô Tân Quốc Tuấn, số 1132B, đường xa lộ Hà Nội, khu phố 10, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. Hiện tại em Sơn đang có cả màu đỏ, màu xanh, màu trắng và màu bạc. Quý anh chị em nào cần đặt màu xe nào thì liên hệ và đặt cọc với em Sơn trước nhé. Rất mong cả nhà mình là luôn yêu thương và ủng hộ em Sơn. Em Sơn xin cảm ơn cả nhà mình đã xem hết video của em Sơn. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại. Bye bye.